chào các bạn. Đến với video lần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện của chiếc bình xịt điện Mitsukaiso 20D. Và bây giờ tôi sẽ mở thùng ra để lấy các phụ kiện bên trong cho các bạn xem. Đây là thùng máy cần xịt. Đây là lọc rác. Phía bên trong thì có dây đeo lưng. Đây là bộ bếp xịt của máy, gồm rất là nhiều các loại bếp, có thể các bạn tùy các bạn sử dụng theo mục đích khác nhau. Đây là tay bóp bằng nhựa. Cuối cùng là adapter sạc cho bình ắc quy. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện này lại để có thể sử dụng được chiếc bình xịt điện Mitsukaiso 20D này. Tiên thì các bạn lắp cho bóp vào dây xịt, siết thật kỹ để tránh bị rò rỉ nước trong quá trình sử dụng. Tiếp đến thì ta sẽ lắp cần xịt. Trên tay bóp thì chúng ta sẽ có nút khóa, các bạn có thể khóa để có thể phun xịt được liên tục, hay là các bạn có thể mở khóa và bóp để có thể khi nào muốn phun thì các bạn sẽ bóp lại. Cuối cùng thì ta sẽ lắp bếp xịt. Đây là bếp hai đầu xịt của các bạn, ta gắn vào ren và xoáy chặt lại. Ngoài ra thì nó sẽ còn thêm một móc dài, các bạn có thể gắn vào thành bình. Sau khi các bạn sử dụng, khi các bạn cất giữ và không sử dụng nữa thì các bạn có thể gắn cần xịt lên trên móc dài này để các bạn có thể bảo quản được tốt hơn. Đối với dây đeo lưng của máy thì các bạn sẽ gắn một đầu lên, chúng ta sẽ gắn vào lỗ móc ở phía trên thành bình. Chúng ta hướng phía đệm lưng vào phía trong. Luồn dây qua móc khóa. Đầu còn lại thì chúng ta móc ở phía dưới bình như thế này, các bạn kéo thật chặt để cho móc khóa được vào khớp. Tương tự đối với chiếc dây đeo lưng còn lại, khi đã móc vào khớp thì chiếc dây có thể rất là chắc chắn. Đây là cách sử dụng chiếc bình xịt điện này. Khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần ấn công tắc về vị trí on để cho máy được hoạt động. Khi máy hoạt động thì đèn báo dung lượng trong bình ắc quy sẽ sáng. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng nút điều chỉnh tốc độ phun của máy. Đây là jack cắm sạc adapter. Các bạn lưu ý là khi sử dụng máy thì các bạn có thể sạc trong vòng 8 tiếng để cho máy bình ắc quy của máy được đầy. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện và hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc bình xịt điện Mitsukaiso 20D này. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.